tiếp tục đi. Giờ mình đi cắt nấm nha. Giờ mình đi cắt nấm nè Kết. Dạ. Nè, mình quẹo đây mình đi cắt nấm. À đây, rổ đây. Kết cầm rổ mình đi cắt nấm nha. Rồi, đi vô đây mẹ chỉ cho hái. Đi vô đây, con cầm ở đây nè. Giật ra, thấy không? Từ từ con cầm. Đúng rồi. Con hái một 42 chỗ nha. Sau khi cho mẹ đi rồi, giờ sao đây? Thì mẹ đang cố gắng nhanh nè, tại con không phụ mẹ nhanh đó. Rồi mẹ treo sai luôn rồi. Nhanh lên. Cầm vậy nè, ở đây nè. Cầm cái góc á, cầm cái góc. Rồi giật ra. Đúng rồi. Lấy nữa. Hay quá. Rồi. Đúng rồi, tiếp tục ở đây. Ý, con phải vịn cái này lại. Rồi. Rồi. Rồi, xong. Hoàn thành nhiệm vụ. Yeah. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo nè con. Hai mẹ con hãy cùng nhau thu hoạch ít nhất nửa ký nấm và mang về đích là hồ bơi nơi có bảng hiệu của chương trình. Đây, đi xe đạp. Lên. Cái cầm rổ đi cho mẹ hái. Thôi con cầm đi. Kít kỳ quá à. Kít. Sâu nè Kít. Kít, mẹ chuyển sâu nè, lại đây mẹ coi sâu nè. Nè nè, con bứt cái này ra trong đây nó có nguyên con sâu luôn nè. Kít bứt đi, mẹ bứt cũng được. Rồi. Đi mà đi. Nhanh lên, nhanh lên. Yeah. Rồi con ôm đi, con ôm thành quả của con đi. Tới rồi, tới rồi. Tới sắp mưa rồi. Ừ. Ủa hồ bơi đâu? Rồi mẹ thấy rồi. Để đường mẹ đó. Đúng rồi, để cho giỏi mình quá. Để đường đó. Giỏi quá. Wow. Yes. Về đích rồi. Ôm rổ nấm đi, lát về mẹ nấu cơm cho ăn. Yeah.